đọc cuốn sách này thì mình sẽ có thêm nguồn kiến thức dồi dào để mình có thể học và phát triển kiến thức hơn. Khi mà mình nhìn thấy cái dàn xe giống nhau và trông nó rất là hoành tráng như thế thì mình đã rất là bất ngờ rồi. Và sau khi mà được tham dự và biết được cái nội dung của chương trình thì mình lại càng cảm thấy là đây một chương trình vô cùng ý nghĩa. Được làm vô cùng ý nghĩa. Hãy cầm cuốn sách lên và đọc ngay đi bây giờ.